Tuổi Mậu Tuất 1958, lén làm điều này, được trời Phật độ mệnh, tổ tiên phù hộ kiếm được rất nhiều tiền, từ nay đến Tết 2024. Thưa quý cô bác tuổi Mậu Tuất kính mến, an hưởng tuổi già, thực ra là một điều vô cùng khó khăn, không phải ai cũng làm được, đủ thứ rắc rối, tiền bạc, cô đơn, bệnh tật, khiến chúng ta lo lắng, bất an. Khi 20 tuổi, cho rằng ai cũng nghĩ đến mình, 40 tuổi thì dường như không còn quan tâm nhiều đến chuyện người khác nghĩ gì nữa. Đến 60 tuổi mới nhận ra sự thật là chẳng ai nghĩ gì đến mình cả, vậy nên con người sẽ thay đổi để thích nghi vào mỗi thời điểm nhất định trong cuộc sống. 60 tuổi, được người đời đặt tên là tuổi xế chiều, tuổi hoàng hôn, phũ phàng hơn một chút thì gọi là tuổi già. Ở tuổi này người ta thường sẽ có nhiều thời gian để chiêm nghiệm và suy nghĩ về những việc đã qua, cũng như phần đời còn lại. Một số người cho rằng phải già đi là một sự hối tiếc của cuộc sống, nhưng tuổi tác đôi khi lại là một lợi thế. Chính vì kinh nghiệm của mọi cá nhân đều tích lũy theo năm tháng, đối tác càng lớn bạn lại càng tự tin đối mặt với cuộc sống hơn. Bạn phải biết rằng, việc sở hữu được ba lá bùa hộ mệnh của một người trong những năm tháng sau này là một điều may mắn. Nơi để ở, gia đình là nơi trú ẩn an toàn, có gia đình là có hạnh phúc, nhà là nơi ta sống, nơi ta trút bỏ mọi cảm xúc, nơi ta sẵn sàng chia sẻ hạnh phúc và là nơi ta được che chở bằng cuộc sống của mình. Gia đình chính là tổ ấm, là điểm tựa cho mỗi người. Khi ta mỏi mệt, gia đình là nơi nuôi dưỡng tâm hồn, nuôi dưỡng nhân cách của mỗi con người. Nếu như cuộc sống ngoài kia quá khó khăn hay sóng gió, bạn sẽ cảm nhận được sự bình yên. Khi về với gia đình, có nhà, tâm trí và thể xác chúng ta đều có nơi nương tựa. Vì vậy, dù có gặp phải phiền toái gì, chỉ cần trở về nhà là chúng ta sẽ rất thanh thản. Khi về già, điều họ cần hơn là mái ấm của chính mình. Khi về với gia đình con cháu, chắc hẳn sẽ mang đến những bất tiện, ảnh hưởng đến cuộc sống. Tương tự như vậy, việc sống chui lủi cũng rất khó khăn. Bạn muốn được hạnh phúc về già, bạn phải có nơi riêng của mình. Tiền hưu trí. Tiền không phải là tất cả, nhưng không có tiền sẽ không có tất cả. Tiền là thứ thiết yếu trong cuộc sống của chúng ta. Tương tự như vậy, mọi thứ chúng ta làm hàng ngày là để kiếm tiền và đạt được một cuộc sống lý tưởng của mình. Bạn phải biết rằng, tiền là bảo đảm cho cuộc sống của chúng ta, nhất là khi chúng ta về già, không có tiền thì rất khó di chuyển. Đi khám bệnh thì tốn tiền, đi lại cũng tốn tiền. Có người nói nuôi con là để đề phòng tuổi già, nhưng thật ra có tiền mới là thứ có ít nhất. Tiền hưu là bảo bối cho người già, thật ra việc gì cũng làm phiền con cái đủ thứ, có khi là càng khiến bản thân mình đau. Bạn đồng hành vợ chồng là người cùng nhau đi đến cuối cuộc đời, trên đường đời sẽ có rất nhiều người qua lại, và chính vì sự lướt qua của những người này mà cuộc sống của chúng ta trở nên muôn màu hơn. Tuy nhiên, người đi cùng chúng ta lâu nhất và giúp đỡ chúng ta nhiều nhất chính là người bạn đời. Vì vậy, khi về già, vợ chồng là quan trọng nhất. Về già có người bên cạnh có thể đồng hành, biết lạnh biết nóng, biết hàn huyên tâm sự. Quan trọng nhất là có thể làm cho mình không cô đơn, bởi vì cô đơn sẽ khiến tâm trí con người ta nguội lạnh, rồi trở nên lo lắng và sợ hãi hơn. Cuộc sống muôn vàn điều bất ngờ và tươi đẹp, nhưng trong quá trình có được hạnh phúc này, thường gặp nhiều khó khăn. Khi về già, con người sẽ gặp nhiều lo âu hơn. Những vấn đề về thể chất, tình cảm giữa vợ chồng, con cái. Vì vậy, hạnh phúc của người cao tuổi không phải thứ đơn giản mà có được. Sở hữu ba lá bùa hộ mệnh này, ắt hẳn là người có phúc. Vậy, khi già rồi, cô bác tuổi Mậu Tuất sẽ sống một cuộc sống ra sao? Hãy chứng minh xuống phía dưới phần bình luận những dự định tuổi già của mình để Minh Đường Tử Vi và mọi người cùng biết nhé. Thưa quý cô bác tuổi Mậu Tuất 1958 kính mến, sống tới từng này tuổi rồi, nhưng quý cô bác đã thật sự hiểu về tính cách hay bản tính thật sự xa bên trong con người mình chưa? Hãy cùng Minh Đường Tử Vi để tìm hiểu về đặc trưng tính cách của mình nhé. Người tuổi Tuất luôn thành thực, chính trực, biết tuân thủ nguyên tắc và đề cao chính nghĩa. Họ luôn trượng nghĩa, thẳng thắn, không thích sự giả tạo và luôn đấu tranh với mọi bất công. Tình nguyện đảm nhiệm những phần việc khó khăn thay cho người khác. Đôi khi họ cho rằng việc bảo vệ lợi ích cho người khác còn quan trọng hơn cả bảo vệ lợi ích cho chính bản thân mình. Tính cách trọng nghĩa khí, trọng chữ tín giúp họ dễ dàng có được lòng tin của đồng nghiệp. Điều này rất có lợi cho sự phát triển trong sự nghiệp của họ. Khi bất mãn với một ai đó, người tuổi Mậu Tuất thường phản ứng rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, sau khi cơn giận dữ qua đi, họ vẫn có thể bình tĩnh lại và thường không để bụng những chuyện đã qua. So với người tuổi các con vật khác, thì người tuổi Tuất còn có thêm một ưu điểm là rất nhân ái, bao dung. Chính vì vậy họ càng có nhiều cơ hội trong việc phát triển sự nghiệp của mình. Trong khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, đôi khi họ cảm thấy hồ nghi, thiếu lòng tin. Vì vậy tuy vẫn có thể đứng vững trên đôi chân của mình,
Nhưng nếu họ có thêm sự tự tin hoặc tìm được một người lãnh đạo giỏi để giúp đỡ, thì chắc hẳn thành tựu mà họ có được còn rực rỡ và huy hoàng hơn rất nhiều. Vận trình tử vi năm 2023 của tuổi Mậu Tuất, sinh năm 1958, sẽ được Minh Đường tử vi luận giải ở các phương diện, công việc, sự nghiệp, tài chính, tình duyên, gia đạo, sức khỏe. Quý cô bác đừng bỏ lỡ nhé! Đối với nam mạng tuổi Mậu Tuất 1958, công việc kinh doanh của nam tuổi Mậu Tuất, sinh năm 1958, có nhiều thuận lợi, quý nhân phụ trợ. Với những nam tuổi Tuất còn đang kinh doanh thì sẽ có khả năng phát triển, người nam đã về hưu thì cũng dư giả tiền tài. Trong năm Quý Mão 2023, phương diện tài chính của tuổi Mậu Tuất nam mạng ở mức khá. Nếu quản lý tốt và chi tiêu hợp lý thì bản mệnh sẽ để ra được khoản tiền tiết kiệm lớn. Trong năm nay, nam mạng tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 nên tránh các khoản đầu tư mạo hiểm liên quan đến sông nước. Phương diện tình duyên, gia đạo của quý ông Mậu Tuất trong năm Quý Mão 2023 được bình yên, cả nhà đều vui vẻ, đặc biệt ở tuổi Ngũ Tuần, người nam tuổi này được con cháu kính hiếu, gia đạo sum vầy. Năm 2023, quý ông Mậu Tuất đã bước sang tuổi 66, vì thế sức khỏe sẽ không còn được tốt như những năm tháng tuổi trẻ, đặc biệt là xương khớp. Do đó năm 2023, nam Mậu Tuất nên ưu tiên hàng đầu trong việc bổ sung các dinh dưỡng cần thiết và tập luyện thể dục thể thao mỗi ngày. Năm Quý Mão 2023, nam mạng tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, không phạm thái tuế, phạm tam tai không. Năm 2023, nam mạng tuổi Mậu Tuất không phạm tam tai, kim lâu không. Năm Quý Mão 2023, tuổi Mậu Tuất nam mạng 66 tuổi, phạm kim lâu thê, phạm hoang ốc không. Năm 2023, nam mạng tuổi Mậu Tuất 66 tuổi, không phạm hạn hoang ốc. Có xây dựng nhà được không? Trong năm Quý Mão 2023, tuổi Mậu Tuất, nam mạng, phạm hạn kim lâu là một năm trung bình, vẫn có thể xây dựng nhà cửa. Tuy nhiên, để thêm phần an tâm, nam Mậu Tuất có thể mượn tuổi làm nhà. Đối với nữ mạng Mậu Tuất 1958, công việc, sự nghiệp trong năm 2023 của các quý bà tuổi Mậu Tuất có phần khởi sắc hơn nhiều so với những năm trước. Đối với người còn đang làm ăn, buôn bán thì phát tài phát lộc, tính toán làm ăn thuận buồm xuôi gió. Bước sang năm Quý Mão, nữ mạng tuổi Mậu Tuất 1958, tiền bạc dư giả, được lộc quý nhân, nên năm này bản mệnh có nhiều cơ hội để tiết kiệm chi tiêu. Trong năm tuổi Mậu Tuất nữ mạng, ít khi phải chật vật, khó khăn về kinh tế. Năm 2023, các quý bà tuổi Mậu Tuất 1958 sẽ đón nhận nhiều tin vui từ gia đình, con cháu. Ở độ tuổi hiện tại thì niềm vui lớn nhất của nữ mạng là được con cháu tụ hợp đủ đầy, gia đình hạnh phúc và vui vẻ bên mâm cơm. Sức khỏe của quý bà tuổi Mậu Tuất 1958 trong năm nay cần chú ý hơn, mặc dù được nhiều yếu tố cát lành về can chi, cung mệnh, sao tốt, nhưng hạn ngũ mộ cũng sẽ có một phần tác động nhỏ. Vào những tháng lạnh thì bản mệnh nên mặc ấm, ăn uống đủ chất, hạn này nên chú ý hơn về đi lại, tránh xô xát. Phạm thái tuế không? Năm 2023, tuổi Mậu Tuất nữ mạng, không phạm thái tuế. Phạm tam tai không? Năm 2023, tuổi Mậu Tuất nữ mạng, không phạm tam tai. Phạm kim lâu không? Năm 2023, nữ mạng tuổi Mậu Tuất phạm kim lâu thê. Phạm hoang ốc không? Năm 2023, tuổi Mậu Tuất nữ mạng 66 tuổi, không phạm hạn hoang ốc. Có xây nhà được không? Trong năm 2023, nữ mạng tuổi Mậu Tuất phạm kim lâu, do đó không nên xây dựng nhà cửa. Tốt nhất, bản mệnh có lịch xây nhà trong năm này thì nên mượn tuổi động thổ để mọi sự được thêm phần an tâm. Tam hợp, nhị hợp, tuổi Mậu Tuất 1958 là những tuổi nào? Hãy cùng Minh Đường Tử Vi tìm hiểu nhé! Tam hợp tuổi Tuất gồm những tuổi đó là Dần, Ngọ, Tuất. Đây là nhóm tam hợp hỏa cục. Nhóm này khởi đầu từ Dần Mộc tới Ngọ Hỏa, rồi đến Tuất Thổ. Có thể nói, những con giáp thuộc tam hợp tuổi Tuất khá độc lập. Họ có chung sở thích là yêu tự do, thích trải nghiệm, đam mê khám phá mọi thứ xung quanh cuộc sống. Về phương diện tình cảm, tam hợp tuổi Tuất bổ trợ, bổ khuyết cho nhau. Vì thế, hôn nhân của những con giáp thuộc vòng tam hợp tuổi Tuất khá phù hợp. Thế mạnh của nhóm tam hợp tuổi Tuất. Thế mạnh của nhóm tam hợp tuổi Tuất đó là tính cách độc lập, thích sự tự do, phóng khoáng. Sự kết hợp của những tuổi này là sự hỗ trợ hoàn hảo cho nhau. Người tuổi Ngọ rất giàu tình cảm, có nhiều ý tưởng sáng tạo phong phú, nhưng lại thiếu đi sự quyết đoán, mạnh mẽ,
Ngược lại, người tuổi Dần lại hết sức tỉnh táo, sáng suốt và quyết đoán. Đây là một sự kết hợp hoàn hảo trong công việc cũng như trong cuộc sống, và tính nóng nảy của tuổi Dần sẽ được làm dịu đi rất nhiều khi kết hợp với sự nhẹ nhàng ân cần của tuổi Tuất. Một ưu điểm không thể bỏ qua của nhóm tam hợp này đó là họ luôn đi tiên phong, hành động nhanh chóng, quyết liệt, họ dám nghĩ, dám làm, không ngại thử thách, họ luôn bị thu hút bởi những điều mới mẻ, kỳ bí của nhau. Xem tử vi thì biết được rằng nhị hợp của tuổi Tuất là tuổi Mão, theo ngũ hành thì hành thủy của tuổi Tuất sẽ có lợi cho hành mộc của Mão, và ngược lại, chính vì thế nếu hai con giáp này được đi cùng nhau trong sự nghiệp hoặc nên duyên vợ chồng, thì họ sẽ tạo ra được một lực hấp dẫn thu hút tiền tài, họ sẽ có một đời sống sung túc, của cải dồi dào, gia đình viên mãn. Trong 3 tháng cuối năm 2023, tuổi Mậu Tuất 1958 gồm có 1 tháng đi xuống, 2 tháng may mắn, phát tài nhất là tháng cuối cùng 2023. Tử vi tháng 10 âm 2023. Tử vi tháng 10 âm lịch 2023, tài chính rực rỡ, bù đắp những tháng ngày vất vả. Tử vi tuổi Mậu Tuất tháng 10 âm lịch 2023 cho thấy quan đới ghé thăm mang lại tinh thần lạc quan cùng thái độ làm việc độc lập, tự chủ cho con giáp tuổi Mậu Tuất. Nhờ thế mà bản mệnh rất tự tin trong các quyết định của mình, tạo cảm giác tin tưởng đối với người khác, thậm chí mọi người còn sẵn sàng làm theo những chỉ dẫn của bạn. Tháng mới, có thể thấy bản mệnh luôn đầy ắp ý chí và tràn đầy sức sống, có những ý tưởng bứt phá, luôn đi trước thời đại. Năng lượng này có sức lan tỏa mạnh mẽ và tác động tích cực tới mọi người ở gần tuổi Mậu Tuất. Không những thế, có những người tuổi này và một cộng sự cũng khá ăn ý, có thể sẽ có cơ hội tái hợp trong một dự án mới. Vì thế, hãy chuẩn bị đưa ra những ý tưởng táo bạo mà bạn đang nung nấu để thảo luận nhé. Dù là trong công việc hay cuộc sống thì bạn nhớ giữ lời hứa, nhất định thực hiện những gì đã nói ra nhé. Bản mệnh đừng hứa quá nhiều trong lúc vui, nếu không muốn người khác thất vọng, chỉ vì sau đó bạn đã quên hết những lời đó hoặc không có thời gian để thực hiện chúng. Thiên diêu chủ về đào hoa cho thấy bạn thu hút rất nhiều người khác giới nhờ ngoại hình ưa nhìn và cách nói chuyện cuốn hút. Thế nhưng, đừng vì thế mà sa đà, bị cuốn theo những tình cảm ngoài luồn nhé. Bạn phải dứt khoát từ chối người không phù hợp hoặc họ đang gây ảnh hưởng tới tình cảm vợ chồng bạn. Tử vi sự nghiệp. Theo tử vi, tháng này có thể thấy bạn có phong cách độc đáo, thông minh lanh lợi, có khiếu hài hước, nhờ thế mà có quan hệ rộng rãi. Việc này rất tốt cho việc làm ăn, kinh doanh của bạn. Trong tháng này, chính ấn tương trợ cho các dự án mà con giáp tuổi Mậu Tuất tham gia được giúp đỡ rất nhiều. Thậm chí có những việc bạn làm lần trước là rất khó khăn thì bỗng trở nên dễ dàng đến kỳ lạ. Tháng mới xuất hiện một đối tác phù hợp cho các dự án của mình, nhưng bạn cần phải thật sáng suốt. Trước khi bắt tay hợp tác với bất kỳ ai, hãy đảm bảo rằng bạn đã từng làm việc với họ qua một vài dự án nhỏ. Thái dương cát tinh rất tốt cho mệnh chủ là nam giới, để công việc của họ trở nên thanh thông, thuận lợi hơn. Ngay lúc bạn cảm thấy thành công nhất, thì cũng là lúc bạn nên đề ra những kế hoạch hành động tiếp theo với mục tiêu cao hơn để chuẩn bị sẵn sàng bắt tay hành động. Việc này rất cần thiết để nó có thể kéo bạn ra khỏi những ảo tưởng, chớ nên ngủ quên trên chiến thắng vừa qua. Tử vi tài lộc. Tử vi tuổi Mậu Tuất tháng 10 âm lịch 2023, bản mệnh thường có những quyết định sáng suốt liên quan tới tài chính trong tháng này. Đó là lý do không ít người tuổi này có tiền bạc rủng rỉnh, các nguồn thu lần lượt đổ về mỗi ngày. Kết quả này hoàn toàn xứng đáng cho những vất vả, khổ cực mà bạn bỏ ra để gia tăng các nguồn thu bằng nhiều công việc khác nhau. Nhất là những ai duy trì được lối sống tiết kiệm trong một thời gian dài thì lúc này đã có thể tự mua món quà nho nhỏ để tự thưởng cho bản thân mình rồi nhé. Tháng mới cho thấy bát bạch bay về hướng chính bắc, người làm ăn kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản dễ có cơ hội phát tài, đạt được thành công khiến nhiều người ngưỡng mộ. Đây hoàn toàn không phải là thành công sau một đêm mà có, đó là kết quả của nhiều năm qua. Ngoài ra, thời gian này bạn cũng có thể dùng một khoản tiền để làm từ thiện, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn nữa nhé. Điều này không ảnh hưởng quá nhiều tài sản của bạn, nhưng là có tác dụng nhân đôi, nhân ba niềm vui đấy. Tử vi tình duyên. Tử vi tháng 10 âm lịch 2023, nguyệt lệnh quan đới khiến người tuổi Mậu Tuất sống cảm xúc hơn, bạn nhạy cảm hơn, hay giận hờn mỗi khi không đạt được mong muốn. Việc này không tốt cho những cặp đôi mới yêu vì càng gây ra những hiểu nhầm không đáng có. Nếu mối quan hệ tình cảm của bạn đang đi vào ngõ cụt, đừng hoảng loạn mà hãy xem đây là cơ hội để bạn nhìn nhận và đánh giá lại tình cảm giữa bạn và người ấy. Điều quan trọng là bạn phải làm rõ về ý định và cả hướng đi trong tương lai của hai người. Bên cạnh đó, đây cũng là thời điểm để con giáp tuổi Mậu Tuất kết nối lại với những mối quan hệ cũ
hãy mời đối phương đi ăn tối hoặc một buổi tiệc nho nhỏ tại gia để thắt chặt tình cảm. Thế nhưng, ngũ hành xung khắc chỉ ra một số rắc rối trong đời sống tình cảm khi có những người xa đà với mối quan hệ không lành mạnh. Bạn rơi vào tình huống bỏ thì thương vương thì tội, bạn cần chấm dứt càng sớm càng tốt nếu không muốn rắc rối ngày càng gia tăng. Tử vi sức khỏe. Tử vi tháng 10 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch, thời gian này cũng là lúc thời tiết đã lạnh hơn, mạch máu khó thông suốt, dễ gây ra tình trạng đột quỵ hay nhồi máu cơ tim. Do đó nếu tập luyện, bạn cũng nên ưu tiên những bài tập nhẹ nhàng, không nên quá gắng sức. Ngoài ra, nên lưu ý các việc chọn trang phục khi đi làm, vì thời tiết này thay đổi nóng lạnh khó lường, nên mặc đồ nhiều lớp để dễ dàng thay đổi theo từng hoàn cảnh cụ thể. Với những ai hay có thói quen tụ tập với bạn bè để uống rượu chè là điều không nên một chút nào, lúc này bạn nên dành thời gian cho bản thân, ví dụ như ở nhà để nghỉ ngơi đọc sách hoặc xem một bộ phim yêu thích để giải tỏa căng thẳng khi kết thúc một ngày dài, và có thể lắng nghe những bản nhạc nhẹ nhàng trước khi đi ngủ để dễ vào giấc hơn. Tử vi tháng 11 năm 2023. Tử vi tháng 11 năm 2023 âm lịch, vất vả ngược xuôi nhưng có nguồn thu rủng rỉnh để bù đắp. Tử vi sự nghiệp. Người tuổi Mậu Tuất tháng mới dồi dào năng lượng, bạn sẵn sàng chấp nhận những thử thách khó khăn, chịu khó đi xa để tìm kiếm cơ hội, được học hỏi và có thể phát triển các kỹ năng khác của mình. May mắn là bản mệnh tự tin thể hiện năng lực của mình, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao phó và sớm có được thành tích như ý. Những phần thưởng nho nhỏ cũng giúp cho con giáp tuổi Mậu Tuất cảm thấy tự tin và có thêm động lực để cố gắng. Bạn sẵn sàng hy sinh thời gian giải trí của mình để tập trung làm việc, nỗ lực của bạn sẽ khiến nhiều người phải nể phục, thế nên họ sẵn sàng hỗ trợ bạn khi cần. Nhiều người tuổi này còn nhận thức được sự giúp đỡ từ các đồng nghiệp xung quanh, nên sự nghiệp của bạn sẽ có những tiến triển vượt bậc, quý nhân sẽ xuất hiện để cho bạn những lời khuyên và hướng dẫn kịp thời nhất. Tử vi tài lộc. Tử vi tháng 11 năm 2023 âm lịch dự báo, thiên tài ghé thăm cho thấy tình hình tài chính thực sự là điểm sáng của tuổi Mậu Tuất trong tháng này, như là cách để bù đắp cho vất vả, mệt nhọc của bản mệnh suốt thời gian qua. Nhìn chung, từ nghề chính cho tới nghề phụ của tuổi Mậu Tuất giúp cho tiền kiếm được trong cả tháng cũng rất dồi dào, đầu tư dễ dàng kiếm được lợi nhuận, có ích cho tình hình tài chính của bạn tăng trưởng. Nếu muốn mua một món đồ xa xỉ nào thì với điều kiện tài chính của bạn có thể đáp ứng thoải mái. Tuy nhiên, không phải khi nào mọi thứ cũng thuận lợi, thành công ở hiện tại không đảm bảo cho thành công ở tương lai, thế nên khi có tiền, tuổi Mậu Tuất được khuyên rằng nên để ra một phần cho việc tiết kiệm, tránh việc lãng phí, mua sắm thiếu kiểm soát, sau này lại hối hận. Hơn nữa, nếu ai đang cần tư vấn về chuyện tiền nong, kế hoạch phân bổ tiền bạc, hãy nhờ tới những người có kinh nghiệm, hứa hẹn sẽ có những bậc cao nhân hướng dẫn đầu tư, giúp bạn thoát khỏi nhiều cạm bẫy, giúp cho thu nhập của bạn không chỉ trong tháng 11 mà còn trong những tháng tới cũng rất lý tưởng. Tử vi tình duyên. Xem tử vi tháng 11 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch, trong chuyện tình cảm tuổi Mậu Tuất sẽ có thái độ rất đúng mực, thế nên nếu người ấy hiểu ý thì mọi chuyện sẽ rất thuận lợi. Ngược lại, nếu người ta thể hiện một thái độ nào không phù hợp thì bạn sẽ thẳng thắn đối thoại. Ngũ hành xung khắc dự báo có những xung đột trong suy nghĩ và hành động của người tuổi Mậu Tuất và một nửa của mình, tình hình căng thẳng đang ngày càng leo thang theo thời gian từ đầu tháng tới cuối tháng. Thế nên con giáp tuổi Mậu Tuất, thay vì đối đầu thì hãy tìm cách để dung hòa mọi chuyện từ sớm, đó là cách để giảm bớt hậu quả cho những căng thẳng gây ra. Có những chuyện bạn cần phải học cách thích nghi hơn là cố vạch lá tìm sâu, nhất là những khi hai người bận rộn còn xảy ra trường hợp xa mặt cách lòng, không ai chịu hiểu cho ai, vừa mâu thuẫn lại càng xa cách mà không được hòa giải ngay, sẽ càng có nguy cơ rắc rối lớn hơn. Tử vi sức khỏe. Về phương diện sức khỏe, ảnh hưởng của dịch mã trong tháng này không nhỏ, nên con giáp tuổi Mậu Tuất không thận trọng, có thể phải nhập viện vì hao kiệt sức lực, bản mệnh không chỉ chịu áp lực trong công việc mà còn khá vất vả về thể xác. Hơn nữa, thời tiết lạnh nên việc bản mệnh dễ bị cảm lạnh nhưng vẫn phải tiếp tục làm việc nên không thể hồi phục nhanh được, thường xuyên di chuyển, ăn uống và thiếu ngủ, có thể gây ra các tình trạng khác nhau mà bạn khó kiểm soát được, do đó bạn nên học cách sắp xếp thời gian để có những quãng ngủ và nghỉ cần thiết cho mình trước khi quay lại guồng công việc. Nếu có thể, hãy nhờ người sắp xếp lịch trình và nhắc lịch để những thời gian còn lại của bạn hoàn toàn được nghỉ ngơi. Tử vi tháng 12 âm lịch 2023. Tử vi tháng 12 năm 2023 âm lịch,
Tuổi Mậu Tuất chịu nhiều áp lực, bền bỉ vươn lên. Vận trình của người tuổi Mậu Tuất dù không quá sáng sủa, nhưng mắn mệnh không cần phải quá bi quan, bởi nếu bạn cố gắng không ngừng, không chịu đầu hàng số phận, thì dần dần bạn sẽ tìm cách khắc phục được khó khăn, thậm chí là nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, mọi việc đều tiến triển theo chiều hướng tốt lên trông thấy. Trên phương diện sự nghiệp, cục diện Sửu Tuất tương hình, đầy bản mệnh và tình huống luôn phải chịu đựng áp lực tinh thần và có thể nhận thấy rằng con đường mình đi có quá nhiều trắc trở. Những lúc như vậy bạn nên dừng lại để có thể đánh giá tình hình chính xác hơn. Bạn cũng nên tự kiểm điểm bản thân, xem có phải mình đang tự tin thái quá. Lúc nào cũng cho mình là con giáp tài giỏi, muốn xông lên phía trước mà bỏ ngoài tay lời khuyên nhủ của mọi người xung quanh hay không. Tài chính không có nhiều biến động rõ rệt trong thời điểm này, mà cần phải chú ý trong các trường hợp xả giao, chớ nên để mất lòng người khác, khiến nhiều cơ hội hợp tác trôi qua với người làm công ăn lương. Nguyệt lệnh lâm dưỡng cho thấy rằng bạn là một người chăm chỉ cần cù và chịu khó, vì vậy dù ít dù nhiều bạn cũng sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng với công sức của mình. Thưa quý cô bác, Đức Phật nói, đây là đức tính của người vô cùng cao thượng, bạn có không? Có sự rộng lượng với người khác. Người xưa nói, nghìn đức có thể gánh được vạn vật, nghĩa là chỉ cần một người có đức tốt thì không có gì mà không gánh nổi. Đồng thời đức dày chính là phúc, chỉ cần có lòng nhân ái thì mới được người kính trọng. Người không có đức thì không được phước, người có lòng nhân hậu thì cuối cùng sẽ được phước báo. Muốn cuộc sống của mình ngày càng trôi chảy hơn thì trước tiên bạn phải làm cho trái tim mình ngày càng rộng mở hơn. Tượng Phật Di Lặc trong chùa hiện ra với mọi chúng sinh bằng hình ảnh cái bụng hạnh phúc nhằm cảnh báo mọi chúng sinh hãy sống khoan dung. Có câu nói, bụng tướng có thể chứa được một chiếc thuyền. Là một con người, bạn cần phải có một trái tim bao dung, rộng lượng với người khác và tử tế với người khác để đạt được phước báu vô lượng. Lòng trắc ẩn bên trong. Lòng tốt là yếu tố then chốt của tính cách tốt. Con người phải luôn có tấm lòng nhân hậu thì mới được người khác tôn trọng. Phật giáo cũng có câu, người làm điều lành, phúc chưa đến thì tai họa đã xa. Người làm điều ác, họa tuy chưa đến nhưng phúc đã xa. Làm việc tốt sẽ hình thành thói quen, lời nói và việc làm tử tế của một người sẽ ảnh hưởng đến lời nói và việc làm của những người xung quanh, và ngày càng có nhiều người làm những việc tốt như vậy. Việc tốt không phân thành việc lớn hay việc nhỏ, nên đừng lúc nào cũng nghĩ đến việc làm việc tốt lớn. Như câu nói, việc nhỏ không nên lơi là, nó có thể tích tụ thành một ngọn đời nếu được tích lũy với số lượng lớn. Tu tập chăm chỉ. Đạo Phật quan niệm, đời là tu là tu từ tâm, lập là thiện, mỗi tâm từ bi là làm điều thiện, tu tâm là tu Phật, tâm tức là Phật, rằng Phật ở trong tâm chứ không ở đâu xa hết. Hơn nữa, Phật giáo còn chú trọng đến việc tu tâm, dưỡng tâm tánh tốt, nền tảng của việc làm những điều tốt đẹp trong tâm và trao dồi tâm thức, đòi hỏi phải siêng năng thực hành pháp. Đừng tức giận hay ghen tị, hãy bình tĩnh trong lòng, bình tĩnh bên ngoài và sống thanh lịch và thoải mái thì ắt sẽ có nhiều phước báo, đây mới chuẩn là đức tính của người cao thượng. Hiếu thảo với cha mẹ. Lời Phật dạy về báo hiếu cha mẹ, hiếu thảo với cha mẹ là phước lành lớn nhất trên đời. Nếu trên thế giới này không có Đức Phật, việc hiếu thảo với cha mẹ cũng tương đương với công đức cúng dường Đức Phật. Theo đạo Phật thấy rằng hiếu thảo với cha mẹ là một công đức lớn lao, lòng nhân từ của cha mẹ đối với chúng ta cực kỳ lớn. Tình yêu của họ dành cho bạn hoàn toàn không có thành kiến, đó là tình thương, sự vị tha, đây là điều mà Phật giáo gọi là lòng nhân ái. Nếu bạn học Phật, chữ hiếu là điều đầu tiên phải ghi nhớ, và Địa Tạng Bồ Tát có được thành tựu to lớn như vậy là nhờ lòng hiếu thảo với mẹ, cho nên bước đầu tiên trong việc tu hành là hiếu thảo với cha mẹ. Người hiếu thảo với cha mẹ sẽ có cuộc sống tươi sáng và suôn sẻ hơn, con người như vậy sao có thể không cao thượng được. Vâng, vừa rồi Minh Đường Tử Vi đã chia sẻ về vận trình tử vi tuổi Mậu Tuất, sinh năm 1958, từ nay đến Tết âm lịch 2024. Hy vọng rằng với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ sẽ giúp cho quý cô bác có cái nhìn tổng quan, xác định hướng đi đúng đắn và xây dựng được kế hoạch cho mình trong thời gian tới. Vận xấu nào cũng có thể tiêu tan, xui xẻo nào cũng có thể phòng tránh và may mắn nào cũng có thể nắm bắt. Còn bây giờ thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.